một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Ok, hello anh em, mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi với một cái hạt ở level 9 nha. Và đây sẽ là những trận đấu để cho những em mới chơi có thể trải nghiệm được những trận đấu ở rank thấp hơn, để có thể có thêm được những kinh nghiệm để sẵn sàng cho những trận đấu được tốt hơn và hay hơn ở rank top 3D Boy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu BVB, một đấu một AD Boy. Bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những đối thủ chúng ta sẽ là những người chơi như thế nào. 10 seconds. Như vậy là chúng ta đã có được một đối thủ rồi anh em ơi. Bắt đầu trận đấu thôi. Như vậy là đối thủ chúng ta cũng sẽ là một người chơi bậc huyết lực của liên đoàn ở level 9 luôn nha. Với một cái bản đồ có đường biển Hồ Qua Yawara. Rất hồi hộp và lo lắng anh em ơi. Chúng ta sẽ vừa đánh và vừa nói chuyện trực tiếp ở một trận đấu ở level 9 nha. Một trận đấu solo 1-1 BVB, sẵn sàng rồi. Đây là một trận đấu có đường biển cho nên chúng ta cần phải tăng tốc ở trên đường biển nữa đây bầy. Ngay lập tức thì Hiếu Nguyễn cũng đã triển khai ra một item vàng từ đầu trận đấu rồi. Chúng ta phải sử dụng ngay một item vàng về xây dựng để có thể có tốc độ lên nhà là nhanh nhất ở đây bầy. Và cần phải sử dụng ra hai nhà lớn ở hai đầu hai bên. Chúng ta sẽ cần phải triển khai thật nhanh. Có lính bộ binh kết hợp với cả xe cơ giới để có thể ngay lập tức chiếm lấy được các sông tài nguyên ở khắp mọi nơi trên bản đồ nha. Bằng mọi giá đây mời. Sẽ cần phải có thêm xe 1. Cứ phải cố gắng hết sức mình thôi. Và chúng ta sẽ chuyển sang một item về tài nguyên. Rồi cho lính đi trinh sát bản đồ đây mời. Và đồng thời ngay lập tức sẽ nâng cấp nhà chính lên level 2. Thì có những anh em sẽ chơi item lính trinh sát nha. Thì tùy vào tình hình anh em ơi. Lính trinh sát cũng khá tốt, sẽ cho tốc độ của anh em đi trinh sát được nhanh hơn. Nhưng đôi khi thì mình thấy nó cũng là cần thiết về item tài nguyên. Cố gắng đi trinh sát bản đồ và chiếm lấy được thiệt nhiều các thùng tài nguyên anh em ơi. Có tài nguyên thì sẽ có tất cả thôi. Hãy nói theo một cách đó chính là có thật thì sẽ vượt được đảo ở đây bầy. Chúng ta đang chiếm được rất chi là nhiều các thùng tài nguyên rồi. Có lẽ là ngay lúc này sẽ chuyển sang một item lính trinh sát màu đỏ đây bầy. Như vậy là ổn áp rồi. Và sau này chúng ta sẽ cần sử dụng các item xanh là ổn áp rồi đây bầy. Thì chúng ta có thể sử dụng item đỏ lên trên sát ngay từ lúc đầu anh em ơi. Để có lợi thế về tăng tốc đi trên sát được tốt hơn. Cố gắng trên sát các thùng tạo nguyên ngay lúc này anh em ơi. Chúng ta cũng đã có được nhà chính lên level 2 và ngay lập tức triển khai các nhà sản xuất hải quân. Sở dĩ mình chơi item chính xác sau đó là vì khi phát hiện những thùng tài nguyên lớn rồi, chúng ta sẽ sử dụng item chính xác để có thể có tốc độ chiếm tất item được nhanh hơn, tốc độ chiếm tài nguyên được nhanh hơn nha đây bầy. Vì đây chúng ta muốn tiết kiệm về số lượng item thì chúng ta có thể chơi item lớn chính xác luôn. Tùy vào anh em thôi nha. Liên đoàn đang tấn công chúng ta bằng những đơn vị lính 1 rồi. Chúng ta còn phải ngay tức trên xe và căn cứ lực lượng của Liên đoàn. Và bây giờ là những item xanh. Chạy trục ra cài mình ngay lập tức ở đây bơi.
Ta chắc chắn là chỉ được một phòng 30 lớn rồi. Không biết liên đoàn có chờ hại quân hay không đây. Đang có rất nhiều cả đồng minh lưu bình và họ vẫn chưa có hải quân rồi đấy bởi chưa có rồi. Họ đã chiếm lấy thông tài nguyên của chúng ta mất rồi đấy bởi. Rất ư là khó chịu mà. Chờ đợi từ nãy đến bây giờ mà cuối cùng là họ đã chiếm được của chúng ta mất rồi. Ta cũng cần phải có thêm C2 và cần phải có thêm những nhà cung cấp tài nguyên. Liên đoàn có đang cố gắng tấn công ta bằng những đơn vị lính một anh em ơi. Tiếp tục để trình sát bằng cai bên thôi. Đang có một tình huống thiếu điện mất rồi. Liên đoàn có lẽ là không chơi biển anh em ơi. Ta đã có cơ hội rất lớn ở trên bộ rồi. Họ đang tấn công ta bằng rất nhiều cái đầu về lên bộ bên rồi đây bài. Rút lui vào căn cứ thôi. Không là coi chừng toàn ngày bây giờ đây bài. Xây dựng ra ngay lập tức một tháp phòng thủ anh ngay lập tức vào lúc này. Ta có thể sử dụng ra những item phòng thủ ở đây bài. Liên đoàn đang tấn công ta bằng mọi giá rồi và coi chừng chúng ta sẽ mất đi một nhà sản xuất lính ngay lúc này anh em ơi. Một lỗ đánh nhanh bằng cái đầu về lính bộ binh. Chúng ta cứ hết sức thận trọng đã anh em ơi, không có gì là phải lo lắng cả đâu. Cứ từ từ thì mọi thứ sẽ là ổn áp thôi. Đúng rồi. Tiếp tục là item phòng thủ ở đây bơi. Ta đã vừa mới mất đi một nhà sản xuất lính rồi nhưng không có sao cả đâu. Liên đoàn đang dốc tổng lực để có thể tiến công bằng cao độ và lính bộ binh. Và càng làm như vậy thì họ sẽ càng trở nên yếu thế hơn. Chúng ta chỉ cần trụ vững ở những giây phút đầu là coi như mọi thứ đã là ok lắm rồi đây bơi. Chúng ta sẽ sản xuất thêm các đơn vị Armadillo. Chúng ta đã chiếm được khá nhiều các thùng tài nguyên và đã có lợi thế rất chi là nhiều. Tiếp tục là sự tiến công của Liên đoàn. Bây giờ thì chỉ cần sử dụng item xanh thôi là mọi thứ đã là rất chi là ổn áp rồi. Chúng ta sẽ cố gắng nâng cấp nhà chính lên level 3 và sẽ có thêm được những đơn vị tăng cơ giới level cao hơn và cả những đơn vị chi đấu cơ. Tàu Cayman đang có tầm bắn tốt hơn cả đầu về lĩnh bộ bên đây bơi. Nâng cấp nhà chính lên level 3 ngay lập tức vào lúc này thôi. Tiếp tục là đụng độ với họ rồi. Có xe Fortress anh em ơi, xe Fortress đây rồi. Cứ thật là bình tĩnh thôi, xe Fortress thì không thể nào chơi lại với xe 2 của chúng ta được đâu. Cứ vừa bắn và vừa truy đuổi anh em ơi. Họ đang cố gắng tấn công chúng ta ở cả hai mặt trận rồi. Cảnh rờ rạc như thế này thì chỉ còn cái nịt thôi. Đáng lý ra là họ cần phải tập trung lực lượng đông hơn. Và những bản đồ gần như thế này thì không nên sử dụng các lô đánh nhanh bằng cả đồ và lưỡi bộ binh.
Xong họ rồi ở đây bay. Càng lúc càng tủ mà các đơn vị xe cơ giới kết hợp với cả các đơn vị lực lượng binh như thế này là không ổn rồi. Chúng ta thì vẫn đang còn rất nhiều các đơn vị lực lượng binh kết hợp với xe một Coyote. Tiếp tục là chiếm lấy tài nguyên ngay lúc này thôi anh em ơi. Chúng ta đang có lợi thế rất chi là nhiều và ngay lúc này chúng ta sẽ xây dựng ra một nhà sản xuất máy bay. Rồi tiếp tục có lính bộ binh nữa rồi. Đi đâu đây không biết anh em ơi. Đối thủ chúng ta đang có một lối chơi có thể nói là rất chi là khó hiểu vào lúc này rồi. Bắt đầu có pho chết rồi em ơi. Chúng ta cũng đang có xe 2 là không có sợ gì cả rồi. Họ vẫn đang cố gắng tấn công chúng ta bằng một đơn vị xe pho chết kết hợp với lên 1. Bởi tập đàm khá là yếu rồi đây bầy. Và cứ như thế này thì trước sau lực lượng leader cũng sẽ tan nát hết cả thôi. Chúng ta đã chiếm được một thùng tài nguyên lớn nữa rồi. Và họ cũng đã có dấu hiệu phá nhà và chiến thắng là của chúng ta mất rồi. Đánh không lại là phá nhà anh em ơi. Chiến thắng rồi. Một đối thủ có thể nói là rất chi là khó hiểu rồi. Một cái bản đồ có đường biển nhưng lại muốn đánh nhanh. Và chúng ta cứ nghĩ rằng họ sẽ chơi một cách chậm rãi và từ từ. Sẽ có những màn đỏ hải quân và các đơn vị không quân, nhưng rất tiếc là họ đã áp dụng một trò lô đánh nhanh bằng những đơn vị lên một bên kết hợp với Fortress. Và rất tiếc là cuối cùng thì chúng ta cũng đã phòng thủ căn cứ thành công với những đơn vị lính 1, C2 và C1 Coyote. Và chiến thắng thuộc về phía chúng ta đây bầy. Chiến thắng rồi. Và có lẽ chúng ta sẽ cần phải đánh liên tục để có thể nâng cấp được lên level 10 để có thể có được những trận đấu 2-2 cùng với đem răng thấp nha. Và chúng ta lại tiếp tục đến với một trận đấu PvP 1-1 tiếp theo ở đây bầy. Vừa đánh và vừa nói chuyện và cùng hướng dẫn anh em chơi một cách tốt nhất nha. Và đối thủ ta là một người chơi ở level 10. Chúng ta ở kèo dưới và sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều ở đây bầy và vẫn sẽ phải cố gắng thôi. Ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút ở đây bầy vì đây là một battle không có đường biển nha. Ngay lập tức bút lấy một item vàng. Đừng tiếc item mà đẹp rồi. Ta cần phải có tốc độ xây nhà nhanh hơn. Ta cần phải có 3 nhà cung lớn ra đẹp rồi để có thể chỉnh xác được bản đồ tốt hơn. Nâng cấp nhà chính lên level 2 ngay lúc này luôn rồi đẹp rồi. Đã xuất lĩnh bộ binh ra ngay lập tức. Phải tăng tốc lên bộ binh ra nhanh hơn. Chúng ta sẽ đổi sang một item lớn chính xác. Màu đỏ hoặc màu vàng gì cũng được ở đây bầy. Chiếm tài nguyên thật nhanh là điều cần thiết nhất vào lúc này. Vì đối thủ ta sẽ là những người chơi ở trên cơ. Chiếm tài nguyên thôi. Và những đối thủ ở trên cơ chúng ta có thể sử dụng các item vàng ngay từ đầu trận đấu nha. Đừng tiếc những lượng item, ít nhất là một item vàng.
tranh thủ chiếm hết các thông tài quyền ở đây bơi. Chúng ta còn phải chiếm cho thật hết luôn rồi ở đây bơi. Cần phải có lợi thế về tài nguyên thì mới đủ cửa đấu kháng lại với một người chơi ở level 10 hơn ta một level ở đây bơi. Thì đây là cái ác mà mình cũng không có nâng cấp gì nhiều đâu. Cũng chờ chạy thôi mà. Liên tục là chiếm được các thông tài quyền rồi ở đây bơi. Đụng độ bởi liên đoan. Cố gắng chiếm lấy tài nguyên ngay lúc này em ơi. Họ cũng đã bắt đầu tràn ra phía bên ngoài rồi. Thực đam của họ đang là khá tốt quá em ơi. Chính xác vào phía bên trong thôi. Sẽ có một thùng tài nguyên lớn ở vị trí này và có cả một thùng tài nguyên nhỏ nữa ở đây bơi. Chiếm lấy nó thôi. Sản xuất ra C2 để đề phòng những đồ vật C4Jet đến từ phía lực lượng của Lý Đoàn. Xây dựng ra những tòa cung cấp, những trung tâm cung cấp tiếp theo ở đây bơi. Họ đang có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng đội Blade Bowman bên phía lực lượng của Lý Đoàn. Chúng ta sẽ ngay lập tức sử dụng những item. Rút lui thôi, không ổn rồi. Họ đã có Fortress rồi đây bây, cứ rút lui trước đã. Chúng ta cần phải có C2. Có C2 rồi. Tiếp tục là sử dụng một item tổng số sản xuất màu xanh. Ta sẽ cần phải có thêm một nhà sản xuất xe cơ giới tiếp theo, hoặc là một nhà sản xuất xe xưởng máy bay anh em ơi. Lên thôi. Có Abalilo tiến công vào phía bên trong. Lẫn bộ quân địa ở đằng sau. Đánh tệ ra hai hướng ở đây bơi. Chúng ta sẽ chuyển sang một item tổng số tấn công. Màu xanh hay màu đỏ gì cũng được ở đây bơi. Họ đang có được những đơn vị xe vào trên thứ hai. Không ổn rồi. Hết sức là mình sợ ra đây bơi. Ổn rồi. Cố gắng chiếm lấy tài nguyên ngay lúc này thôi. Lực đạp của họ đang là khá tốt anh em ơi, không ổn rồi. Cứ như thế này là không có ổn rồi. Chúng ta đã không thể chiếm được tài nguyên rồi. C2 di chuyển quá chậm anh em ơi. Toàn rồi. Liên đoàn đã chiếm được các thùng tài nguyên và chúng ta sẽ buộc phải chuyển sang một item đỏ ngay lúc này. Chứ nếu không là to ngay anh em ơi. Sẽ là một trận đấu gay cấn rồi. Amadillo đã di chuyển quá chậm rãi rồi anh em ơi. Chiếm lấy tài nguyên ngay lập tức thôi. Vẫn còn có cơ hội anh em ơi. Hết rồi. Không kịp anh em ơi. Một chút xíu nữa thôi là kịp rồi. Chúng ta sẽ cần phải nâng cấp giải trình lên level 3 ngay lập tức ở phút thứ 7 thôi. Đây là một đối thủ ở level cao hơn chúng ta một chút xíu rồi. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn anh em ơi. Nâng cấp nhà trên lên level 3. Ta cũng không quên cài cắm các đồ lên ở khắp mọi nơi.
Chứ không mà linh đoàn ta công tài một cách bất ngờ thì to ngay, con cái nít ngay anh em ơi. Tiếp tục là item. Họ đang tập trung rất đông ở phía bên đây anh em ơi. Có hammer rồi. Và cả các đội phải lấn phun lửa nữa rồi anh em ơi. Chúng ta cần phải cắm ra những thác bắn tỉa để có thể phòng thủ được căn cứ được tốt hơn. Amarillo cần phải rút chạy một cách nhanh nhất anh em ơi. Sử dụng ngay tức một item lên xe chân xác thôi. Chạy thật nhanh chứ nếu không là con cái nịt ngay. Thoát rồi. Lại đảo sang một item cải thiện cuối cùng. Và sản xuất thêm các đơn vị Dragonfly như đơn vị trực thăng level 1 anh em ơi. Và họ cũng đang có những đơn vị lính phun lửa rồi. Sẽ là rất chi là khó khăn anh em ơi. Chúng ta vẫn không biết là họ đang muốn gì đây. Nhà trình đã ở level 3 thành công. Tiếp tục sản xuất ra Dragonfly thôi. Đi trên xe và các lực lượng của Lido anh em ơi. Nâng cấp nhà xuất lính lên level 3 để có thể có được thêm các đơn vị lên băng tiền ngay lúc này là cần thiết hơn. Chúng ta sẽ cần phải có thêm các nhà cung cấp tài nguyên để lượng tài nguyên có thể có được nhiều hơn. Chứ cứ như thế này là không có đủ tài nguyên để xài đâu anh em ơi. Trên xe và cả lực lượng của Lý Đoàn thôi. Họ có lớn 2 và lớn 3 và các đơn vị tăng hammer rất đông rồi. Có lẽ chúng ta cần phải có thêm các đơn vị tăng Jaguar thì mới đủ lực đạp. Nhưng đối thủ có thể nói là rất chi là mạnh mẽ và lúc này đây bầy. Không phải là dạng vừa rồi. Đặt mục tiêu đi trên xét là hàng đầu. Họ đã có những nhà sản xuất xe cơ giới và chỉ có khoảng 3 nhà sản xuất tài nguyên. Có lẽ là ổ man boy. Sẽ là ổn thôi chứ không có sao cả đâu. Cắm mắt vào vị trí bên trong. Nâng cấp nhà sản xuất xe cơ giới lên level 3. Và cần có thêm những đơn vị lên băng tiền nữa anh em ơi. Lực lượng của họ đang dàn trải rất chi là đông ở khắp mọi nơi. Tiếp tục có tài nguyên lớn ở phía bên này. Chúng ta sẽ kéo các đơn vị Amarillo ra phía bên đây thôi. Tổng số sản xuất màu xanh là đẹp rồi. Amarillo cần phải đặt thêm các bãi mình chống bộ binh. Họ đã bắt đầu xây dựng ra một tháp phòng không rồi, rút lui thôi. Rút lui thôi anh em ơi. Đặt thêm các bãi mìn chống tăng và sản xuất ngay lập tức các đơn vị tăng Jaguar ngay lúc này là cần thiết rồi.
Chiếm được tài nguyên anh em ơi, chiếm được tài nguyên rồi. Chúng ta đã có lợi thế rất chi là nhiều về tài nguyên. Liên đoàn đã có được 4 nhà sản xuất tài nguyên và đã có được 2 nhà sản xuất lính và 1 nhà sản xuất xe cơ giới ở level 2. Chúng ta sẽ tiếp tục đi chính xác một lần nữa anh em ơi. Chúng ta sẽ nâng cấp nhà sản xuất máy bay lên level 2 và chuẩn bị có được những đơn vị chiến đấu cơ. Tiếp tục là C2 với lính 3 và lính 2. Lính 2 của liên đoàn với khả năng phòng không rất chi là tốt anh em ơi. Và Dragonfly chúng ta cũng đã vừa tránh né kịp thời những đợt bắn rocket từ những bộ binh lên trên không rồi. Họ cũng đã có nhà sản xuất máy bay hết sức vững tưởng anh em ơi. Tiếp tục xây dựng ra những tháp phòng không, bắn phá vào đây thôi. Đúng rồi, họ đang tốn rất nhiều tiền để có thể xây dựng ra những tháp phòng không. Có Cyclone rồi, rút lui thôi. Chắc chắn là không thể rút lui được rồi anh em ơi. Bỏ thôi. Chúng ta đã vừa mất đi một đơn vị Dragonfly nhưng không có sao cả đâu. Bắt đầu sản xuất chiến đấu cơ anh em ơi. Cyclone để chính xác chúng ta rồi. Tấn công và tiêu diệt nó ngay lập tức thôi. Lực đam của họ khá là tốt anh em ơi. Không có ổn rồi. Chúng ta cũng cần phải có thêm một tháp phòng không trước khi mọi thứ quá muộn anh em ơi. Đừng để mọi thứ quá muộn màng. Sạc lô đây rồi. Họ đã tấn công chúng ta đây mọi người. Tấn công rồi. Có C2 và rất nhiều cái đồng vào lớp bộ mình. Tổng số tấn công màu đỏ đây mọi người. Amadillo kéo lên phía trên thôi. Lực lượng Lido đã coi như là tan nát hết rồi. Không còn có C2 và cái đầu với lên phong lửa, cái đầu với lên 2. Chúng ta đã chiếm được ưu thế hoàn toàn rồi đây mày. Liên đoàn coi như là đã xong đến nơi rồi. Chúng ta sẽ cần phải nâng cấp nhà chính lên level 4 để có thêm những lượng limit thôi. Có chỉ đấu cơ để chính xác thôi đây mày. Tiếp tục là item xanh. Chỉ đấu cờ ở những level thấp nó có tốc độ bay khá là chậm và đẹp rồi. Đang cố gắng sản xuất ra cái đơn vị Cyclone rồi. Ổn thôi bạn ơi. Bây giờ chúng ta chỉ cần có thật nhiều cái đầu bởi chiến đấu cơ, cái đầu bởi xe nhí và cái đầu bởi tay ăn là mọi thứ sẽ là ok thôi.
Tân Gia Gua có lực đam có thể nói là rất tốt và tầm bắn rất chi là xa. Kết hợp giữa Gia Gua, xe diễn và các đồ vị trí đấu cơ thì mọi thứ sẽ là ok thôi. Hết limit rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để có thể nâng cấp nhà chính lên level 4 của đây bơi. Chứ như thế này là liên đoàn có nguy cơ cầu cả địch đến nơi rồi. Nâng cấp gia chỉnh lên level 4 quá đây bơi. Sử dụng ngay lập tức bộ item xây dựng. Họ đã có dấu hiệu tấn công chúng ta rồi đây bơi. Quay trở về căn cứ thôi. Xây dựng thêm những tháp phòng không. Ta sẽ sử dụng ngay lập tức bộ item. Cảnh báo không kích bằng vàng nha. Sản xuất ra Dragonfly đứng thù ở đây. Cyclo là một cái gì đó rất chi là khó chịu ở đây bơi. Họ tấn công chúng ta rồi. Ta vẫn còn có những tháp phòng không. Sản xuất ra C2 và cắt đầu vào lĩnh 1 ngay lập tức ở đây bơi. Hết limit rồi. Lần bắn tiện xong vào phía trong thôi. C2 cần phải kéo về ngay lập tức ở đây bơi. Tiếp tục là item. Cảnh báo không kích ngay lúc này. Chạy vào phía bên trong thôi. Khá là khó chịu với cái đầu vị Cyclo đây bơi. Mất đi rất nhiều cái tòa nhà công sự rồi. Tiếp tục là cảnh báo không kích ở đây bơi. Tập bắn của họ là khá tốt. Toàn thật sự ở đây bơi. Tổng số sản xuất các đơn vị xe quân sự màu đỏ thôi. Chúng ta sẽ cần phải có xe 2 kết hợp với xe diễm để tấn công vào lúc này. Nhà chính của họ vẫn còn ở level 2 và chúng ta đã ở level 4 nên chúng ta có cửa hơn ở đây bơi. Tiếp tục là tấn công rồi, tiếp tục là tấn công rồi. Khá ư là khó chịu anh em ơi. Tiếp tục là cảnh báo không kích bằng vàng. Không thể để thua trận đấu này được anh em ơi. Cứ như thế này là không có ổn rồi. Họ đã liên tục tấn công chúng ta bằng mọi cách và mọi giá rồi. Chúng ta cần phải phòng thủ bằng cách nào đây? Bắn phá liên tục vào những tòa nhà năng lượng của chúng ta đây bầy. Lại thiếu điện rồi.
khá là khó chịu quá đẹp ơi. Rất chi là bực tức với Yudo với Cyclone vào lúc này. Đảo sang một item vàng thôi, khó chịu quá rồi. Thế này là không có ổn rồi bạn ơi. Mình không bao giờ có thể chấp nhận được những điều như thế này. Họ đang tấn công, tìm cách tấn công ta một cách bất ngờ và liên tục bằng những đôi vầy Sakura này em ơi. Cố gắng mà chơi thôi. Chúng ta sẽ chơi khô máu anh em ơi. Chơi bằng mọi giá thôi. Vẫn còn có những thùng tài nguyên. Nhà chính đang ở level 4 rồi thì không có ngại gì vào đâu với các đâu với Cyclone đâu. Tiếp tục là C2 và các đơn vị sẽ diễn ra lớn bộ bên một anh em ơi. Đó là những phương án tối ưu nhất để có thể giúp chúng ta tiêu diệt được các đơn vị Cyclone vào lúc này. Bút tài nguyên thôi. Kéo ra phía bên ngoài có thể chiếm lấy được các thùng tài nguyên. Khá là khó chịu ở đây bơi. Nhưng khó thì vẫn cứ phải chơi. Một trận đấu trở nên căng thẳng hơn rất chi là nhiều. Tiếp tục là cảnh báo không cơ này em ơi. Sẽ nhiễm đâu hết cả rồi. Hết sẽ nhiễm rồi em ơi, sẽ nhiễm đâu hết cả rồi. Một bài chơi bằng Cyclone thật sự là quá khó chịu với chúng ta vào lúc này. Sẽ nhìn có tốc độ sản xuất thật sự là quá chậm và đẹp ơi. Tiếp tục là y tay vàng thôi, không có gán gì đâu. Tấn công thôi bà con ơi. Không nhanh là toàn ngay bây giờ thôi. Cyclone đã tấn công chúng ta, bất ngờ vào trong căn cứ rồi anh em ơi. Rất chi là đông cái đầu với Cyclone. Chúng ta cũng đã có được rất nhiều cái tháp phòng không thì mọi thứ sẽ là ok thôi. Tiếp tục là sải xúc Cyclone anh em ơi. Sải xúc này cái đầu với sẽ nhìn được chống lại cái đầu với Cyclone ngay lập tức rồi. Đầu ra mà lắm Cyclone đã như thế này em ơi. Còn cái nịt thật thôi. Quá đông rồi. Đông quá em ơi. Có chiếm được tài nguyên hay không đây?
Một bài đánh có thể nói là rất chi là khó chịu và lực lượng của chúng ta vẫn dày. Chiếm được tài nguyên rồi. Chắc chắn là người chơi này đang bút rất nhiều item vàng rồi đây bây. Giáp của họ đang tăng lên rất một cách rất chi là lạ thường. Chúng ta sẽ bút item để tiếp tục sản xuất ra thật nhiều các đồ bị lớn ra đây bây. Như vậy là họ cũng đã rời bỏ trận đấu rồi. Đánh không có nổi thì rời bỏ cuộc chơi. Chúng ta đã có được hai chiến thắng liên tiếp ở đây bây. Và cũng đã đối kháng được với một người chơi mà chơi với một cái chiến thuật có thể nói là rất chi là khó chịu với chúng ta vào lúc này. Chơi bằng những đơn vị trực thăng chiến đấu level 1 có lực đam và sức sát thương có thể nói là rất chi là khó chịu ở đây bây. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành lấy chiến thắng rồi. Sau khi họ đã tấn công ta liên tục nhưng không thành công và họ đã quyết định rời bỏ cuộc chơi. Anh em hãy chú ý nha. Nếu như đối phương sử dụng quá nhiều các đơn vị cho thay chiến đấu, ta hãy đảo ngay sang item. Cảnh báo không kết anh em ơi, chứ nếu không là to ngay. Đi phá nhà. Tập trung phá nhà và các lực lượng của Lidon thôi. Tấn công thôi đây bây. Chúng ta đã cắm ra rất nhiều cái tháp phòng thủ và sản xuất ra liên tục các đơn vị xe nhiễm rồi. Kết hợp với xe 2 và lên 1 bên 1 thì mọi thứ là ok. Đó là những đơn vị có khả năng giúp chúng ta tấn công và tiêu diệt được các đơn vị Salon ở trên bầu trời đây bây. Xong bạn ấy rồi. Thật sự là rất chi là khó chịu với những đồ vị và ban trực thăng chiến đấu sát lộ như thế này. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã sử dụng những item hợp lý, kết hợp với việc sử dụng ra những đơn vị xe cơ giới hợp lý và mọi thứ đã là rất chi là ok. Anh em hãy nhớ nha, nếu như họ chơi quá một bài bằng những đơn vị sát lộ, ta hãy chơi xe chiến xe 2 và lính 1 nha. Và nếu như họ có lỡ mà đảo xuống chơi lính 1 binh hoặc là các đơn vị xe cơ giới hạng nhì, chúng ta vẫn còn có lính 1 và xe 2 để ba chơi. Chứ nếu không là to ngay nha đây bây. Hai trận đấu liên tiếp thì hy vọng có thể giúp cho những anh em mới chơi có thể học hỏi thêm được kinh nghiệm nhiều nha. Anh em thấy hai trận đấu vừa rồi như thế nào thì hãy cho mình thêm những lời bình luận và những lượt like. Hân hạnh được phụ hộ đem nha. Bạn nào còn chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy cứ kết bạn theo số 092 476 2081, 092 476 2081 nha em ơi. Mình là Hiếu Nguyễn, hân hạnh được phụ hộ đem. Chúng ta đã có liên tục được những trận đấu hay rồi. Hai trận đấu hay anh em ơi. Và trong mấy ngày gần đây thì cái chất lượng âm thanh đầu vào của mình nó cũng hơi không ổn áp lắm. Mình đã thay liên tục các mic rồi mà không biết có ổn hay không. Nếu như anh em thấy còn chưa rõ hay chưa ok thì hãy bỏ qua cho mình nha. Mình vẫn sẽ luôn cố gắng làm ra những video hợp lý và hay nhất để phục vụ em giải trí một cách nhiệt tình nhất nha. Mỗi một ngày sẽ có 2 đến 3 video buổi sáng và buổi tối của em rất chi là nhiệt tình. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình nha em ơi. Và bấm chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu lần sau. Chiến thắng rồi. Những trận đấu vừa đánh và vừa đánh trực tiếp này nó rất chi là khó khăn anh em ơi. Chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức mình thôi. Tạm biệt anh em. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like nha.